Thắng Hoàng chào các bác nhá. Đây súp điện hôm nay thì em làm cái video chi tiết lên sóng gửi tới các bác đây. Thì đây là một trong những cái dòng phân khúc súp 25 súp điện. Thì giá cũng rất là rẻ các bác ạ. Thì em cũng các bác cũng theo dõi video kênh của Thắng Hoàng rồi, chắc chắn là các bác cũng có thể nắm bắt được cái giá rồi. Thì bây giờ Thắng Hoàng cũng chi tiết thêm một chút nữa. Thì anh em nào chưa có biết thông tin về cái mẫu này thì anh em tham khảo theo dõi nhá. Và giá thì Thắng Hoàng cũng sẽ tiếp tục báo cho các bác để những người xem sau các bác có thể là biết được cái mức giá của mẫu súp này, để mà có thể là phù hợp thì các bác mua ủng hộ cho Thắng Hoàng. Súp của BD hàng rất đẹp, rất là xịn các bác nhé. Đây thùng vách sử dụng thùng này là thùng gỗ nha các bác nhé, không phải thùng giấy nện đâu. Đấy, thông thường các cái phân khúc nhỏ này là rất là ít. Và nó có một cái phân khúc nhỏ hơn, đấy là súp điện bát cộng hưởng, thì nó sử dụng bát 20 thôi, nó hơi bé một chút. Mẫu này thì mẫu 25, thì anh em có thể là sử dụng một cái cũng được, mà anh em có thể sử dụng hai cái cũng được, thì giá nó cũng bình dân. Về ở đây thì nó có volume cho anh em có thể giới hạn độ biên độ của súp này, gọi là volume lớn bé này, có volume để cắt giải cắt tần số này từ 35 Hz đến 250 Hz này. Đấy, có công tắc gạt đồng pha này, công tắc gạt EQ súp này, tín hiệu đầu vào thì anh em có thể ví dụ như dùng âm ly thì anh em cắm cái cổng tín hiệu đầu ra của âm ly ấy, thì nó sẽ có LR AU á, thì anh em cắm vào đây, cắm cả hai cổng nha các bác nhá, để có một cái chất lượng âm thanh súp nó lớn nhất. Và nếu như anh em sử dụng vang thì anh em sẽ cắm từ cái cổng súp vang xuống cái chữ súp của con vang này. Nếu như anh em cắm từ loa xuống hoặc từ đẩy xuống, gọi là rắc ra loa đó, hoặc là cắm từ linh từ loa xuống, thì anh em cắm rắc đỏ đen này nhá, bên nào cũng được. Đấy, nhá. Dây điện đây, công tắc tắt bật đây, thì hình thức đang còn rất là đẹp. Form thùng gỗ này thì nó rất là chắc chắn, đập mà dao động mạnh thì nó cũng rất là ổn định. Đấy, tản nhiệt phía sau đây, nhôm. Đây, tất cả về cái phần volume cũng như là các cái công tắc gạt chuyển đổi cũng như là cái tín hiệu đầu vào thì em có giới thiệu qua với các bác rồi, thì chắc chắn là các bác nắm bắt được rồi. Thì bây giờ các bác có thể là cùng Thắng Hoàng khai thác sâu hơn về cái mẫu súp này nhá. Đó, cái này là thương hiệu của hãng BD này, các bác nhìn thấy không ạ, rất là đẹp đúng không ạ, thùng vách vuông vắn rất là đẹp ạ. Đấy, thiết kế vuông vắn nói là đẹp. Đây bên em đang còn là cả mớ đây. Về cái form thùng thì đây các bác, nó như một chiếc thùng súp 50 thu gọn, bản thu gọn đấy các bác nhá. Đó, hoàn toàn là sử dụng ván bằng gỗ nhá, chống nước thì bình thường, nước sơn đang còn rất là đẹp. Đấy, nước sơn đang rất là đẹp. Bát 25 gân cao su, tiếng rất là mềm, giải bát xuống rất là sâu, rất là êm. Đó. Đây các bác. Thấy chưa? Bát súp 25 côn lớn nhìn rất là đẹp luôn, gân cao su, dập có độ êm. Cái này anh em có thể là dùng hai cái thì nó sẽ là để dưới chân hai cái loa, như Thắng Hoàng đang trồng lên phía kia cả, cái súp kia là súp 50, khá nhiều anh em hỏi rồi, thì để giống kiểu kia cả, kê lên trên nhá, đặt cái loa lên trên thì hai bên hai cái thì nó sẽ bù cho các bác cái giải trầm nó ổn định hơn, chất âm nó ra cùng một loa mà. Đấy, chứ còn anh em mà chơi một quả súp lớn thì anh em để một bên thôi, thì thành ra một bên có cái tiếng súp, một bên thì nó sẽ mỏng đi. Đấy, cái này anh em chơi bù giải súp cũng rất là tốt. Còn anh em mà thích chơi lực thì phải chơi cái dạng 40-50. Về cái phần công suất ấy, nó thiết kế thì nó theo súp rồi, thì nó tính toán rồi là gần như là nó rất là đồng bộ. Để mà đánh cháy được cái súp này điện thì nó hơi khó. Đấy, còn nó không giống như súp mình mua về mình ghép. Mình mua về mình ghép thì nó sẽ có thể là anh em này nhiều khi thấy cái súp hơi 40-50 rẻ rẻ, anh em mua một cái. Thế còn nhưng mà kỳ tình ra nó rẻ ở đây là ví dụ như có thể là những cái súp đấy dạng thùng giấy này, sứt sẹo nứt vỡ này, anh em về làm lại này, thì nó là giá rẻ này, nhưng mà nó côn nó vẫn là giọng côn to, thì anh em nhiều khi lại thấy còn đẩy rẻ rẻ hay hay lại mua một cái,
đâm ra là công suất nó đánh nó không 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 thể nuôi được con súp nó rẻ, không phải vì cái côn nó bé nó rẻ đâu, mà vì nó có nhiều cái góc độ. Thứ nhất là bát nó kém chất lượng, thứ hai nữa là thùng vách nó kém chất lượng, người ta bán nó rẻ thôi, chứ còn các dạng bát to thì côn nó cũng phải to thôi. Mà anh em mua đẩy thì cũng kiểu mua thanh lý thì công suất nó không 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 tương xứng được để đánh con súp đấy, rồi anh em cứ tặc lưỡi anh em mua về đánh nó không 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 đảm bảo được cái chất lượng thì nó sẽ hay bị cháy đấy, và âm sắc nó cũng không hay nếu như anh em cũng chưa biết cài cắt súp. Thế thì con này nó có chế độ cắt giải tần luôn ở đây, và có biên độ ra giới hạn biên độ súp ở đây đấy. Nó thiết kế đồng bộ bát và main công suất rồi đấy, các bác nhìn thấy không, phíp nó thiết kế rất là đẹp luôn, hàng hàng của hãng cho nên là nó thiết kế, các bác nhìn thấy ạ, phíp nó nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Đấy, đây là cái phần xử lý đây. Chuyển đổi chế độ đồng pha rồi volume rồi cắt dày tần rồi tín hiệu đầu vào nó sẽ nằm hết ở đây. Ở cái bo này. Đấy. Và nó sẽ đưa vào đây để nó khuếch đại lên thôi. Nó khuếch đại lên rồi nó ra loa thôi. Đấy các bác nhá, ra loa đây. Cái phần bảo vệ loa này nó không nó sử dụng IC để bảo vệ loa. Đấy. Bảo vệ tín hiệu ra loa, nó không dùng dơ le nữa rồi. Đấy. Đó, còn cái phần linh kiện thì các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn đúng không? Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn con súp nhìn rất là chất luôn đấy các bác. Đó. Con súp này nhá. Con súp này thì bên em bán ra là 2,6 triệu một quả nha các bác nhá. Đấy, rất là rẻ đúng không ạ? 2,6 triệu một quả thôi. Nếu anh em mua hai quả gọi là một cặp thì sẽ là 5 triệu. Đấy, 5 triệu thì các bác có thể là cái như Thắng Hoàng nãy nói á. Đây. Thì mình chơi một cặp loa, mình có thể để một cái loa trồng lên một cái súp. Một cái loa trồng lên một cái súp thì cái chất âm mỗi lần nó đánh tiếng bát ra đó hoặc là tiếng phun ra đó, nó sẽ đồng bộ, nó sẽ đồng âm với lại loa luôn, nghe rất hay. Giá như vậy thì anh em có thể sử dụng một cái hoặc hai cái để trải nghiệm rất là ok. Đấy, một cái thì anh em nghe dạng bù giải, còn hai cái thì nó cũng sẽ có độ rung rất là mạnh nha các bác nhá. Đấy, hàng thùng gỗ nó rất chắc chắn cho nên độ rung của nó cũng rất là có lực. Đấy. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng mua hàng gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985. Xem video thì ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like và đăng ký kênh theo dõi sản phẩm bên cửa hàng em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào tất cả mọi người.